Xin chào anh em, xin chào mọi người, thì tiếp tục chào mừng anh em, chào mọi người đến với kênh YouTube bên em, bên Kim Bảo Audio. Hôm nay thì sẽ tiếp tục giới thiệu cho mọi người một cái con này gọi là ván số đi ha, ván số chỉnh tay, và nó sẽ tích hợp rất là đơn giản cho mọi người, nó tích hợp đầy đủ các phím tính năng ở trên cái con ván này rồi, và tích hợp thêm một cái là màn hình cảm ứng nên rất là dễ dàng tinh chỉnh nha. Thì con em giới thiệu cho mọi người là cái con Gutin GMS 1000. Thì trước đây em từng giới thiệu như những con Gutin G890 là con vang số hoặc là cơ lai số như con Gutin GMS 900 hả, G900 hoặc là 950 hay là con Brabus 5FX, những con đó thì những anh em rất là quen thuộc rồi, thì tiếp tục giới thiệu một con mới này ha, GMS 1000 Brabus. Đó, con này nó sẽ có những cái đặc điểm cơ bản như là logo đây, logo Gutin và GMS 1000 Brabus đây ha, in nổi ha, sờ nó sẽ có cảm giác cái chữ ở đây, các phím chức năng nè, như đây là phím âm lượng nè, anh em mở lớn thì bạn này lên nó âm lượng nè, còn hai nút này là hai nút điều chỉnh cho anh em nha. Rồi cái nút đây như là đây là nút music nè, nút system nè, nút mid nè, nút effect, nút output nè, các mấy nút này mấy nút tinh chỉnh thôi, em sẽ có một cái video chi tiết hơn. Còn mặt sau của con này thì đây là cổng nguồn nha, cổng nguồn đây. Đó, và các cổng ao như là mọi người thấy ao bằng Canon hoặc là ao bằng 6 ly ha, có ba cổng ao thôi, là ao R, ao L, là ao ra là trái phải hoặc là ao sub, nó không có cổng canter ha, nó không có cổng ao bông sen, nó chỉ cổng in bông sen thôi. Đây là cổng in đầu vào nè, music input nè, đầu vào nha. Ngoài ra thì nó sẽ có sao kẹt là USB nè, và có thêm ba cổng mic mặt sau, anten đây, bluetooth. Và giới thiệu sơ trước mặt sau. Đó, sẽ cắm nguồn cho mọi người xem thử nha. Đó. Cắm nguồn vào cổng các cổng ao luôn. Thì sẽ ao thì nó sẽ ao tốt hoặc là ao 6 ly, em sẽ ao sao bông in bông sen, in hai cái cổng bông sen này vào nha. Đó, từ TV sẽ vào xuống thôi. In bông sen vào thôi. Đó. Bật công tắc nguồn lên là ok. Đó. Nó sẽ chạy như vậy nha. Em sẽ mang nó lại gần để cho mọi người dễ hình dung và dễ nhìn hơn nha. Rồi, thì nó sẽ có nhiêu đây phím chức năng cho mọi người nè. Mọi người có thể nhìn nè, như là music nè. Đó, cái này phím ứng nè. Ví dụ như mà mọi người muốn music gen thì mọi nhấn nó vào thì nó sẽ bật tắt ha. Hiện tại đang bật nè, giờ đang bật, ứng vào tắt nè. Đó, ứng vào nó đen nó tắt. Đó, thì ví dụ nút mu đây nè, em sẽ không máy ha, mọi người nó ngớ mu tè đi, nút mút đó thì mọi người ấn lên nó thì nó sẽ mất âm thanh nha, nên để nó đen đi. Đó, em thao tác hoàn toàn cảm ứng nha. Volume này, ấn vào volume thì mọi người sẽ ao được mid bao nhiêu phần trăm, music bao nhiêu phần trăm, reverb echo bao nhiêu và main out bao nhiêu, sub bao nhiêu. Đó, cái này là main out là âm lượng tổng á, dù một số người hát á thì muốn echo hay reverb nhiều gì đó tùy mọi người. Ví dụ như mọi người muốn reverb ít nè, mọi người ấn vô cái nút reverb nè, mọi người kéo về thì đó reverb nó nhỏ lại thôi. Đó, ấn là nó sẽ lên nè, không? Ví dụ như muốn nhạc nè, nhỏ lại nè, như cái nhạc nào đó kéo lại nó nhỏ lại nè. Hoàn toàn bằng cảm ứng nha, đó, mọi người có thể kéo lên lại được. Cái tay của em nó hơi bị ngược, không có thuận tay trái, mọi người thông cảm ha, đó. Giờ hoàn toàn có muốn trở về, ở đây có nút trở về nè, ngay con tay em ấn vô thì nó sẽ trở về, đó. Điều chỉnh nhạc nè. Đây là qua effect rồi ha, em ấn nhầm rồi, điều chỉnh nhạc nè, đó. Thì nhạc nó sẽ có system nè, ví dụ như là vocal nè, vocal cut nè, thì mọi người tắt cái này đi ha. Vocal cut thì cái này để thì nó đẩy lên nhiều lên như vậy thì nó cắt nhiều cái bass lắm. Em nhầm cái rồi. Đó, cái vocal á, chứ không phải là cái 3D đâu. Đó, cái này nè, mọi người đẩy cái thứ hai lên á thì nó cắt nhiều bass lắm, nghe nó dở, không có hay. Quan điểm của em thì em nghe thử rồi, em cắt cái này đi. Đó. Mọi người muốn chuyển qua chế độ khác, đây có mũi tên nè. Đó, hệ thống nè, mấy cái điều chỉnh cho mọi người. Thì về cơ bản cái này mọi người không cần cần chỉnh nhiều đâu. Mua về một cái chỉnh cười chỉ cần điều chỉnh cái volume này thôi nè. Đó, chỉ nó volume mà muốn reverb bao nhiêu, muốn echo bao nhiêu, là muốn main out bao nhiêu đó, điều chỉnh cái này là chính. Đó, hoặc là một thời chỉnh mid nè. Feedback nè, con này thì nó có rất nhiều nè. Còn mũi âm 3 là không chống hú nè, rồi là âm 2 nè. Ha, là âm 2 nè, âm 1 nè. Đó, hay là không chống hú nè, là có 3 chức năng chống hú. Thường thì mọi người để là 2 hoặc 1 đi là nó ok rồi. Đó. Mọi người điểm chuyển qua cái khác ha. Có mũi tên nhỏ nhỏ đây nè. Nên nó sẽ là giống cái nhạc đó mọi người.
Thì mấy cái này thì mọi người chỉ cần không cần chỉnh nhiều, chỉnh cái effect nè, ấn vô cái effect để chỉnh cái effect ha. Rồi. Revert nè. Mọi muốn cái revert bao nhiêu nè. Ha, muốn revert bao nhiêu, muốn nhiều revert thì kéo nhiều revert. Nó có sẽ có echo nữa đó. Display nè. Cái này nó có sẽ có rất là nhiều tầng cần EQ cho mọi người ha. Phần đầu nè. Nhìn như phần đầu là 80, 150, 250 là phần bass, là 500 là phần mid ha. Còn cao hơn á, 500.000 là phần mid, cao hơn là phần treble nha. Hôm qua sẽ có mũi tên hơi nhỏ. Echo nè, echo nè. Ví dụ mọi người muốn echo âm lượng echo bao nhiêu thì đây luôn. Đó. Phần EQ echo ha. Này thì tùy theo cái cân chỉnh của dàn âm thanh nhà mọi người, này em sẽ hướng dẫn cơ bản cho mọi người. Hệ thống nè. Lưu lại và nó có user, nhưng mọi người đừng có quan tâm này ha. Mọi người nhiều khi mình đặt mật khẩu á, đặt mật khẩu đây nè, cái mọi người quên. Rất là nhiều anh em xài những con vang số và đặt mật khẩu, cái bị quên. Quên cái giờ hỏi cách khắc phục, cách reset thì rất là khó ha. Cái đó phải đưa nhà hãng làm rất là cực. Nên mọi người đừng có mà nghịch dại cái mà đặt mật khẩu nha. Rồi mật khẩu nhiều khi quên là chết. Rồi, này hướng dẫn các bạn mấy nút này điều chỉnh cũng được nha mọi người. Ví dụ như em đang ở là music gain nè. Ngồi xoay nè, nó sẽ điều chỉnh qua nè. Thấy không? Xoay nè, sau cái mọi người ấn chọn vô, ví dụ như feedback nè, ấn chọn vô nó tắt feedback ha. Đó, ấn chọn nút này, volume nè. Ấn vô, ví dụ đang ở mid nè, xuống music nè, xuống reverb nè. Đó, mọi người muốn cái này thì ấn vô. Em xin lỗi. Ví dụ đang ở reverb nè, mọi người nhỏ reverb rồi vặn nút nhỏ nhỏ bên nút bên này nè, nó nhỏ lại nè. Không, nó lớn lên. Đó. Xuống echo nè, main nè, ví dụ muốn main ra out thì vặn bên này ha, sẽ nhỏ lại ha. Lúc này lúc điều chỉnh, lúc này lúc chức năng nè, nó trở về ấn vô ha, rất là dễ, hoàn toàn cảm ứng hoặc là thao tác một nút hai nút rất là đơn giản nha. Trở về xoay nè, xoay đúng ok cái chọn nè. Rồi đó, thì cái này lúc âm lượng tổng vừa có nhạc vừa có mic cái này luôn. Thì cái này nó sẽ không có cái nút bên phải này nè mọi người, đó, cái nút này nè. Cái này nó sẽ không có cái mà mic và riêng ha, không có mic riêng, không có effect riêng, không có cái mic riêng, effect riêng, nhạc riêng. Thì mọi người có thể điều chỉnh bằng trong cái volume này nè, tại vì con này là con vang số, mọi người cài đặt xong là mọi người hát luôn. Đó, mọi người chỉnh cái này. Ví dụ như đây là nhạc nè, mọi người muốn nhiều nhạc thì mọi người vặn lên. Đó, hoặc là mọi người muốn nhiều reverb mọi người vặn lên. Mọi người muốn nhiều mic mọi người điều chỉnh tới cái mic mọi người vặn lên nha. Cái này nó sẽ chỉnh xong đó rồi, và có chức năng là chỉ cần cắm vào hát thôi, chứ cái này là rất tiện cho một số anh mà ngại cái vấn đề tinh chỉnh á, thì cứ chỉnh sẵn hết rồi và cắm công tắc vào bật nguồn và xài thôi ha. Như cái này thì nó sẽ có đầy đủ echo reverb cho mọi người ha. Đấy, em sẽ thử một tiếng nhạc cho mọi người, em sẽ bật cái đẩy này. Em đang cắm dây từ TV xuống thôi. Thì thương vậy thôi sao giờ còn tìm vỡ đôi em ơi, anh buồn anh nhớ anh mang nụ cười em đang nơi đâu, sau đôi bờ mỹ anh buồn trong cô liễu tình thương mà những phút đau đôi anh cần ta tay trong tay, sao giờ đây lẻ loi chỉ mình anh trong men say vui cứ dặn lần ta quên đi em, hiện đời này ta quên đi em, ngày mai tình yêu sẽ về quên đi em. Cổng nào cũng được hết nha.
em sẽ cắm luôn cái mic cho mọi người xem thử. Này. Rồi, em sẽ thử luôn cái mic của Putin ha, mic của Putin, con Putin GMF12 kia cho mọi người luôn. Đó, để thử được cái mic thì em sẽ nhỏ cái nhạc lại, rồi để nhỏ nhạc á thì mọi người vào phần nhạc nha, như phần nhạc nè. Không, phần vườn output đi. Hệ thống nè. Đây, mọi người trở về ngay từ đầu nha, mọi người vô cái volume nè. Em bấm nhầm rồi. Mọi người vô cái volume nè. Đó, mọi người kéo xuống phần nhạc. Đó, mọi người nhỏ cái nhạc lại để cho mọi người dễ nghe tiếng mic hơn nha. Một, hai, năm, sáu, bảy. Anh nhớ cái này nó nhớ cái này nó sẽ bị có thể là mọi người nghe nó bị nhiều reverb ha, thì em không có anten. Đây, từ đây tới đây nó hơi xa, nó bị yếu sóng. Đây, mọi người có thể giảm cái reverb xuống, chuyển xuống tới cái reverb nè. Giảm cái reverb xuống. Đó, alo, 1, 2, 5, 6, 7. Alo, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Ít echo thì mọi người tăng echo lên ha, mọi người chỉ xuống cái phần echo nè, mọi người tăng cái echo lên. Mọi người có thể thấy em để mất chống hú là tầm khoảng hình như là 1, mà em đang ở gần loa ha, cái mic em đây và cái loa đây rất là gần, nhưng mà hầu như là không biết âm lượng em để tầm 10 giờ nha, lớn lên thì chắc chắn nó sẽ bị rồi, sẽ không thể nào cam kết cho mọi người 100% được. À được, 1, 2, 5, 6, 1, 2, 3, 4. À được, tăng echo lên. À được, 1, 2, luôn. Đó, cái này là một cái hướng dẫn cơ bản cho mọi người có thể sử dụng được luôn. Alo, alo, 1, 2, 3, alo. Đó, mọi người lưu lại. Mọi người khi mà mọi người chỉnh xong á, mọi người ấn nút system ở đây nè. Nó hỏi có lưu lại không thì mọi người có nha. Lưu lại là hệ thống của mình đã lưu lại rồi. Lần sau mà mọi người xài á, mọi người chỉ cần mở lên và xài thôi, không cần phải cài đặt gì hết. Và GMF1000 này á thì cứ liên hệ số điện thoại bên em 0979778678 hoặc là 0909675540. Cả hai số điện thoại đều có Zalo ha, hoặc là gần Hồ Chí Minh thì cái địa chỉ bên em 276/7 đường Nguyễn Văn Khối, phường 9, Gò Vấp, Hồ Chí Minh. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại những video tiếp theo.